Ở Quyết TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 23 tháng 12. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 23 tháng 12 năm 1933 là ngày sinh của Akihito. Ông là thiên hoàng của Nhật Bản. Vào ngày này năm 1962 là ngày sinh của Trần Anh Hùng. Ông là đạo diễn người Pháp gốc Việt. Ông là đạo diễn của phim Mùa đu đủ xanh, bộ phim duy nhất cho đến nay của Việt Nam lọt vào danh sách đề cử vòng cuối cùng của giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất. Cũng vào ngày này năm 1980 là ngày sinh của nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Cô sở hữu giọng hát mezzo soprano cao và thường biểu diễn các ca khúc mang âm hưởng dân ca và nhạc trữ tình. Các nhạc phẩm của các nhạc sĩ như nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đẹp nước Cộng hòa Séc, Hoa hậu thế giới năm 2006, Tatiana Kucherova, cô sinh ngày 23 tháng 12 năm 1987. Ngày mất của ai? Vào ngày này năm 2005 là ngày mất của nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Ông là tác giả của các khúc nổi tiếng Anh cho em mùa xuân, khổ thơ Kim Tuấn. Sự kiện: ngày 23 tháng 12 năm 1913, Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson ký thành luật đạo luật dự trữ liên bang, hình thành nên Cục Dự trữ Liên bang. Cũng vào ngày này năm 1938, cá thể vây tay hiện đại đầu tiên được người phụ trách bảo tàng Marjorie Goodney Latimer phát hiện tại Nam Phi. Bóng bán dẫn lần đầu tiên được trình diễn tại phòng thí nghiệm Bell vào ngày 23 tháng 12 năm 1947. Cũng vào ngày này năm 1954, ca ghép thận thành công đầu tiên được thực hiện bởi J. Hartwell Harrison và Joseph Murray. Tháp Tokyo được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 1958. Tòa tháp có kết cấu thép tự lực cao nhất thế giới ở thời điểm đó với cao độ 332,5m. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.